Trước tình hình số ca bệnh COVID-19 nặng có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế cấp tốc đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, sử dụng máy thở. Các bệnh viện khẩn trương lập danh sách các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang làm và dự kiến huy động làm cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19. Liên hệ với các bệnh viện có trung tâm hồi sức tích cực quốc gia theo địa bàn phụ trách để được đào tạo, tập huấn cấp tốc về cấp cứu, hồi sức tích cực, sử dụng máy thở và các nội dung cần thiết khác bằng các hình thức tại chỗ, trực tuyến, trong đó ưu tiên việc cử người đến các trung tâm để trực tiếp học và thực hành. Tại Đà Nẵng, hiện số ca mắc COVID-19 tiến triển nặng phải thở máy, lọc máu, thậm chí ECMO đang tăng lên và thành phố cũng sẽ xây dựng thêm bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.